Và nguyên liệu để làm món bánh lọt nước dừa gồm có: hai trăm hai mươi gram bột bánh lọt Miko hương xưa, thêm một lít nước lọc, một gói bột nước cốt dừa Miko hương xưa để tăng hương vị của món ăn. Nguyên liệu không thể thiếu tạo nên mùi thơm đặc trưng của món ăn này đó chính là lá dứa. Cho bột bánh lọt và nước lọc vào chảo không dính. Dùng cây khuấy bột khuấy cho tan đều. Lúc này bắt hỗn hợp bột đã pha lên bếp, bật lửa vừa và khuấy đảo liên tục đến khi bột sánh lại. Tiếp tục khuấy đến khi bột trở trong là bánh chín. Lúc này bánh lọt sắp thành hình rồi đây. Chúng ta cần chuẩn bị một thau nước đá. Công dụng là giúp cọng bánh lọt co lại và dai, ngon hơn. Sau đó lắp khuôn bánh lọt. Dùng muỗng múc bột cho vào khuôn, sao cho gần đầy. Bắt bánh lọt trực tiếp vào thau nước đá bằng cách ép nhẹ hỗn hợp, cho con bánh lọt tự chảy xuống thau, cứ như vậy đến khi hết bột. Ôi chà chà, màu sắc óng ánh nhìn ngon mắt chưa kìa. Một bước vô cùng quan trọng tạo nên linh hồn của món ăn đó là làm nước cốt dừa. Chúng ta hòa tan một gói bột nước cốt dừa với nước lọc, cho vào một ít lá dứa để tạo mùi thơm tự nhiên cho nước cốt dừa. Sau đó bắt lên bếp, chỉnh lửa nhỏ và khuấy liên tục đến khi hỗn hợp sánh lại là dùng được. Với món ăn này, chúng ta đáp ứng những yêu cầu cơ bản như sau: con bánh lọt dai trong, có đuôi dài đẹp thì bánh mới ngon được. Bánh lọt khi ăn dùng kèm với nước cốt dừa và nước đường nên được dùng trong ngày.